ngày hôm nay tôi sẽ quay trở lại và review cho các bạn chiếc mũ Royal M139 kính âm của hãng Royal. Là một trong những mũ bảo hiểm 3/4 đang hot nhất hiện nay. Đây là tổng quan về chiếc mũ. Đây là chiếc mũ màu vàng V7 Cafe Race, được lợp phủ một lớp bóng để chống xước. Đây, tổng quan phía trước về sau của sản phẩm. Nhìn chung đây là một sản phẩm rất là đẹp và bắt mắt. Về phần nhựa, chúng ta thấy là được làm bằng nhựa ABS, có khả năng chịu lực và chống va đập rất tốt, được phủ một lớp sơn bóng để chống xước. Bên trên là có hệ thống thoát khí và đấy, thông khí sẽ đi vào đây các bạn. Đó, đi vào trong và sẽ phát ở đây để tạo ra một lớp khí lưu thông và giúp chúng ta thoải mái hơn. Phần thứ hai đặc biệt là phần đặc biệt nhất của cái sản phẩm này, đó là cái kính âm. Đây, chiếc kính âm có khả năng là kéo ra để có thể là chúng ta đi sẽ là chắn gió, rồi có khả, và đặc biệt là kính này được làm bằng nhựa ABS, có khả năng là chống tia UV và làm chúng ta giảm tốc, là một loại kính giảm tốc đi đường, đặc biệt đường trường thì rất là tốt. Và nếu khi chúng ta cảm thấy là cần sử dụng điện thoại hay là hút thuốc vân vân, các bạn có thể đẩy kính lên, rất tiện lợi kính âm ở bên trong. Tiếp theo đó là phần lớp bên trong. Lớp bên trong làm được một lớp nệm rất là chắc chắn, hấp thụ lực va đập và giúp chúng ta bảo vệ chúng ta trên quá trình đi xe máy. Và lớp nệm này thì có thể tháo ra được. Đây, tôi sẽ tháo cho các bạn thấy. Đây, tháo một bên. Đó. Tháo bên thứ hai. Rất dễ, rất đơn giản, bạn tháo rất đơn giản. Vì sau khi chúng ta thử dụng mà chúng ta có mồ hôi thì chúng ta có thể tháo ra để chúng ta giặt. Đó. Rất đơn giản. Đó. Tháo ra rất đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Xong. Đây, lớp này tháo ra bạn vệ sinh. Và bên trong này là một lớp nệm để hấp thụ lực đây, các bạn rất là cứng cáp. Tiếp theo đó là lớp chiếc khóa. Chiếc khóa làm bằng đồng, rất là chắc chắn. Khóa bằng đồng bạn này. Rất chắc chắn. Kéo ra, đẩy ra là xong, cho vào. Phần này bạn điều chỉnh, nếu mà bạn muốn rộng thoải mái hay là bạn thích co ôm sát chặt lại thì bạn có thể kéo này là xong thôi. Rất đơn giản. Và phía sau thì chúng ta thấy là có tem kiểm của bên kiểm soát chất lượng này. Size thì hiện nay có hai size là size M và size L. Size M vòng đầu từ 53 cho đến 56 cm và size L từ 57 cho đến 60 cm. Và hiện nay thì có rất nhiều mẫu mã hình từ V1 cho đến V12 và màu đen trơn, trắng trơn vân vân, rất là nhiều mẫu, thì các bạn có thể là xem trên video của mình hoặc là có thể inbox để mình có thể là gửi ảnh hoặc có thể là để lại số điện thoại để bên mình, nhân viên mình sẽ có thể là tư vấn cho bạn. Mọi thông tin thắc mắc liên hệ thì các bạn có thể inbox hoặc là có thể là inbox ở dưới video clip này. Một chiếc mũ rất là hợp thời trang và cá tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại ở các bạn ở chương trình lần sau, các video lần sau.